Hello. Hôm nay là ngày đầu Hello. tiên sau 2,5 năm, 2 năm rưỡi vợ chồng mình mới có một chuyến đi mà chỉ có hai người thôi. Từ lúc mà bơ sinh ra đến giờ là Chẳng mệt. lúc nào đi thì ví dụ một mình đi thì ông Thành sẽ ở nhà trông bơ. Còn ông Thành đi thì mình sẽ ở nhà trông bơ hoặc là đã đi là đi cả nhà luôn. Nhưng mà lần này thì vợ chồng mình đi có một số việc ở trong Sài Gòn mà không thể đem bơ theo được vì cái lịch trình nó hơi lòng ngoằng ấy, xong rồi trời cũng nắng nóng thì cũng không thể cho bơ đi theo được vì hầu hết là đều đi xe máy hết, nên là lần đầu tiên cho bơ ở nhà với bà ngoại. Mình vừa mới mở cam ra xem để xem là bơ đang làm cái gì ở trong nhà, thấy hai bà cháu đang chạy đuổi nhau. Đi xuống đây để đi xuống để đi ăn với Vinh với Khanh. Lo lắng là vợ chồng mình mới cả đi xe máy lâu đến như vậy. Kiểu Ê, anh Sài bông. Gòn, cũng rộng ấy. Nhưng nhiều hôm nay thì không thể đi ô tô được nên là hai vợ chồng thuê bằng xe máy. Đến lượng giờ cũng vui nhưng mà hơi mệt một Giống hồi trẻ, xíu. đi đâu là hay đi xe máy cùng nhau. Bây giờ sẽ đi ra hàng ăn. Đây là cái hồ con rùa mà lúc nào mình cũng nhầm là vườn hoa con Bọn mình ở cái khách sạn này này ở ngay cái chỗ hồ con rùa này, nhưng mà ông Thành sáng nay ông ấy nhắn tin, ông ấy gọi điện cho người thuê xe máy ấy, ông ấy cứ bảo mình ở đối diện vườn hoa con cóc. Trời đất, không mình thấy tội nghiệp cho người thuê xe, người cho thuê với người chắc là không hiểu ông ấy đang nói gì luôn. Sao lại rủ mình chứ? Này, tí nữa ăn tối xong rồi đi ra tả hiện ngồi nhá. Mà rõ ràng ở đây là Bùi Viện, ông ấy bảo đây là tả hiện. chắc đấy làm cơ trưởng thôi, cơ trưởng bay phát ra Hà Nội lên. A few moments later. Sáp vào đây nhai đã. Mẹ đi ra. Ừ, thì con tự xúc đi nha. Ngồi sát vào để không phải nó rơi hết ra người. Ngồi sát vào, ngồi sát vào. Rồi, thế. Mẹ đi ra. Đây bà đi ra. Ăn đi. Con tự xúc đi. Đang ngồi xem như vậy. Có chết như này mà đánh chồng có chết. Điểm số của chúng tôi mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình, ông Thành đã chiến thắng với số điểm
chờ tí nha. Ông Thành là cao nhất này. Sau khi chơi xong, sau khi chơi xong, chúng tôi đã ngồi đây để uống nước, làm năng lượng để tí nữa còn đi ăn cơm tầm đêm. Gọi hết thôi rồi. Đùa ấy, đùa ấy, không ăn nữa. Anh Thành đói lắm. Đói thật. Ngày với chị Trinh hết bao nhiêu là năng lượng. Chán lắm mọi người ạ. Đi chơi game, chơi trò gì cũng thua. Sao ông này chơi trò gì cũng thắng, làm tất cả mọi người chả ai muốn chơi nữa. Chơi, Trình. Chơi là, gì cũng thắng. Đấy là còn phải tiết chế bớt để hôm sau mọi người có chủ đi. Ngay chừng là không có lần sau nữa. Cốc này là gì? Xâm đủ lượng. Nhưng mình thấy cái này chắc nước đường pha một chút. Xâm dứa. À, xâm dứa. Nhưng mà mình đoán ở đây là nước đường pha một chút. Còn đấy là bát chè khúc bạch của mình đã lỡ ăn hết rồi. Nhưng mà nó không giống chè khúc bạch ở Hà Nội một xíu nào. Cái gì viên chè nó lại chua chua. Nó không béo béo như phô mai như hiểu ở Hà Nội mà nó lại chua chua. Xong rồi trong đấy có một quả vải, trong có mấy sợi mít. Ăn rất lạ. Anh này thích ăn. Anh là nói chua chắc mọi người sẽ nói hư quá. Giống như kiểu đậu phụ mà buổi tối ấy, mọi người bị lên men. Đậu phụ buổi tối nó như nào? Thiệt ra là quán sau lưng ngon hơn và lỡ hơn đi lúc 11 giờ nên là quán sau lưng đóng cửa mọi người nên là phải lượn qua cái quán này trước. Mình ngồi đây 3 lần. Chán nhưng mà vẫn phải. Em ơi, đây là món da ua trái cây. Uống cho dễ ngủ. Tại vì vừa chơi quá mệt. Anh ở nhà ngồi ở chỗ này gọi là cái gì ta? Khu dân play Thủ Đức. Khu dân play Thủ Đức. Nhà Thanh ở gần đây. Nhưng mà thấy buổi tối thứ hai ấy, nhưng mà ở trong này vẫn siêu đông đúc luôn. Sau này không có khái niệm về tối thứ hai với tối chủ nhật đâu nhỉ? Thấy tối thứ hai và tối cuối tuần chả khác gì nhau. Thật lúc chỗ nào cũng thật là đông vui và nhộn nhịp. Thành phố không ngủ. Và mình mới phát hiện ra một cái đấy là người trong này đi xe máy rất là nhanh. Mọi khi là mình đi Grab nên mình không cảm nhận được ấy. Nhưng mà hôm nay thực sự là đi xe máy thấy ai cũng đi rất là nhanh, đi với một cái tốc độ mà không thể nào đuổi theo được. The next day. Cũng đã lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa có một buổi tối mà ngồi ăn tối với nhau. Chưa có một buổi tối mà riêng hai đứa. Thế nên là mình muốn có một buổi dinner date đặc biệt hơn một chút. Là mình có chiếc máy này. Thôi mình mặc thử cho mọi người xem nha. Ta-da! Đây là một chiếc váy. Nó gọi, có thể gọi là bodycon một chút. Mọi người nhìn nhá, nó xẻ lên trên này. Bây giờ chúng ta sẽ ra để xem reaction của ông Thành. Wow. Với cái bộ outfit này như thế nào nhá. Thành vậy. Chẳng biết mặc cái gì để xứng với vợ mình. Ôi đẹp rồi à? Đẹp lộng lẫy. Điều. Điều. Tí đi ném bowling tiếp nhá. Bất ngờ không? Chồng không bất ngờ lắm bởi vì thực ra lúc nào vợ đẹp. Mọi người ơi, kinh quá. Ghê quá. Hello mọi người, hôm nay vợ chồng mình đã có một ngày khá là vất vả, di chuyển rất là nhiều, đi đây đi đó, với cả thời tiết nó hơi nóng một xíu nên là cũng hơi mệt. Nên là buổi tối hai vợ chồng tự thưởng cho nhau một buổi hẹn hò. Wow. Ở một nhà hàng Mexico rất là đẹp. Đấy. Chồng mình lười đi hẹn hò lắm mọi người ạ. À. Nên là mình mà không chủ động là chồng mình cũng chỉ rủ đi ăn nhanh nhanh xong đi về thôi. Nhưng mà mình phải nhân tiện cơ hội này không có con đi cùng để vợ chồng mình có một buổi tối hẹn hò lãng mạn hơn một chút, kiểu ăn mặc kiểu đẹp đẽ hơn, xong rồi ra những chỗ mà không có trẻ con. Chồng thấy sao? Chồng thấy quá tuyệt vời. Lười.
next day. Hello, mọi người thấy tóc mới của mình được không? Đấy, đã về Hà Nội và có thời gian để đi cắt tóc. Đi cắt tóc rồi. Đấy. Còn trong mình nhân viên vậy. Bởi vì là hôm bọn mình ra Hà Nội một cái là chiều hôm mình ra đến Hà Nội là Bơ bị ốm từ kiểu hình như tối hôm trước đấy rồi. Thế xong bọn mình phải đến lớp để đón Bơ về luôn. Thế từ hôm đến giờ là con ho, sốt, rồi nôn, rồi bị đi tiêu chảy. Bị tiêu chảy. Thế là kiểu nó rất là nhiều thứ gộp lại với nhau ấy. Bởi vì bọn xong đến một hôm vợ chồng mình thấy con không thể ngủ nổi bởi vì ho quá nhiều. Mà test thì không phải Covid. Thế xong rồi bọn mình mới 1 giờ sáng hôm đấy mới phải đưa bạn ấy sang bệnh viện để khám. Đấy, thế xong rồi từ hôm đấy đến giờ là chỉ có ở nhà trông nhau, rồi tranh thủ làm việc, rồi phải nhờ cả ông bà nội sang để giúp cho bọn mình nữa. Bởi vì thực sự là hơi quá tải. Khi mà vừa về đến một phát là con đã bị ốm. Mà lần này chắc là lần ốm, một trong những lần ốm mà gọi là kinh nhất từ trước đến giờ. Vì hồi xưa là Bơ chỉ ốm rất là nhẹ thôi ấy, kiểu hầu như không có cái vấn đề gì cả. Nhưng mà lần này chắc là lần kinh nhất. Nên là kiểu mình không biết tại sao, kiểu mình không biết phải nghĩ như thế nào ấy. Bởi vì từ trước đến giờ là vợ chồng mình chưa bao giờ đi riêng. Xong mỗi lần này là để con ở nhà để đi thì kiểu về bị ốm thì bọn mình cũng kiểu khá là lo ấy. Không biết là tại sao, rồi không biết lần tới thì kiểu có nên đi tiếp hay không hay thế nào. Thực ra thì đợt này thì mình nghĩ cái vấn đề chính ở đây là do thời tiết ở Hà Nội. Và cái dịp này kiểu hơi nóng nóng lên xong rồi rất là nồm ẩm thì rất dễ bị các cái kiểu viêm mũi, viêm xoang rồi. Năm ngoái cũng tầm này một đợt Bơ cũng trước đây nhỉ, trước cái đoạn này một tí Bơ cũng ốm một cái mùa này này. Thì nhưng mà đợt này lần này là kiểu kinh nhất ấy. Kiểu là không ăn được gì, nôn hết xong rồi cũng sốt. Không ngủ được. Đó, nên là từ hôm đấy ra bọn mình bây giờ mới ngoi lên để kết thúc cái video này. Nhưng mà mình nghĩ là đấy cũng là một trải nghiệm rất là hay vì tuy là vợ chồng mình đi vào có việc cũng kiểu vất vả xong rồi trông mặt mũi bẩn thỉu nhưng mà đến cuối ngày thì thực sự là có thời gian để dành riêng cho nhau ấy. Thì cũng rất là hay và chắc là phải cố gắng bây giờ kiểu cố gắng một tuần hay là hai tuần gì đấy một lần để có được đi chơi riêng với nhau ấy. Việc quan trọng nhất bây giờ là Bơ nhanh khỏi ốm mà có thể đi học được thì lúc đấy vợ chồng mình mới có thể có thời gian riêng để đi hẹn hò với nhau được. Đấy, hy vọng là cái thời gian này sẽ nhanh qua. Hôm nay thì có một tin vui là Bơ cũng đã đỡ hơn rồi. Nhưng mà chắc là cũng sẽ phải mất khoảng tầm 2 hôm nữa thì mình có thể bình thường ăn uống lại được, rồi đi học được. Đấy, và vợ chồng mình cũng sẽ có thời gian rảnh để quay tiếp vlog cho mọi người xem. Đấy. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.